tụi mình vừa đáp máy bay xuống thành phố Tokyo. Hiện tại bây giờ là trời lạnh, đang mưa. Bởi vì tụi mình không phải là cư dân Nhật á, cho nên phải là một số giấy tờ sau đó mới được vô. Welcome to Japan nè mọi người ơi. Tụi mình đã tới Nhật Bản rồi đó các bạn. Welcome to Japan nè. Đây là từ ở trong phi trường, nó là một cái cửa kính để mình nhìn ra nè. Đẹp quá các bạn ạ. Em á, mọi người nước ngoài là phải get line để làm giấy tờ. Rất là đông các bạn. Trước khi mình vào nước Nhật đó, họ bắt mình điền đơn đầy đủ hết. Phải ghi đầy đủ thông tin, cái chỗ địa điểm mình ở, địa chỉ là gì rõ ràng. Xong họ mới cho mình vô. Mọi người đang get line để chuẩn bị đi lên cái tàu. Bây giờ để lại cái chỗ Airbnb thì mình phải đi qua hai cái station xe lửa. Get in line, vô cái này trước, thấy ai cũng chạy nhanh, hối quá, hảo quá trời. May quá, mọi người đã đến đúng lúc rồi. Còn vài phút nữa là tàu lửa sắp đi rồi. Rồi bây giờ chỉ cần đợi xe lửa lại rồi đi lên thôi. Lên đây là phải dành chỗ mà nó chẳng ngồi đó. Rồi cái ghế này các bạn, toàn là tiếng Nhật không à, nên đọc không hiểu gì hết, phải hỏi tùm lum tùm la hết. Bây giờ thì mọi người đã tới đông quá rồi các bạn ơi. Tại vì mình ngồi tàu để tới cái chuyến đầu tiên là sẽ mất 1 tiếng đồng hồ, cho nên vô là phải dành chỗ liền. Không thôi là đứng 1 tiếng đồng hồ, đợi rất là lâu, chân. Còn vài phút nữa thôi là tàu sẽ đến rồi. Đó, tới rồi, yeah. Rồi chuẩn bị nha các bạn, chuẩn bị đây. Chuẩn bị chạy vô nha. Rồi, các bạn thấy không? Trời ơi. Cái chừng rớt rồi nha. スカイライナー特急カーをお乗り換えください。この後の列車でございます。スカイライナー特急カーをお乗り換えください。この後の列車で下がり違えないようにご注意ください。 May mắn quá, tụi mình kiếm được một chỗ rồi. Yes. Bây giờ đúng là cảm giác là ở Nhật Bản luôn á. Đi tàu đi Nhật Bản. Nói tiếng Nhật rồi. 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 Nói rồi. Hy vọng mọi người vô đủ. vô anh cần phải để lên cái Patreon. Các bạn có thể thấy đó, ở Nhật người ta làm gì cũng đi rất là vội luôn, chạy nhanh giống như là ở New York vậy á. Rồi bây giờ mình phải đi qua cái, đi vô cái tàu này để hết chỗ ngồi rồi.
Oh, oh. Oh. Vô trễ chút xíu là không có được vô. Mình sắp tới nơi ở rồi. Tụi mình đã ra tới đường phố của Nhật Bản rồi này các bạn ơi. Nhìn đúng là kiểu Nhật Bản luôn. Tiệm này nó cũng sát sát với nhau hết á. Rồi nó mở đèn quá trời quá đất luôn rồi. Bà con mặc đồ kiểu lạnh lạnh Hàn Quốc này. Nhìn nó đẹp ghê á, y xì trên phim mình coi vậy. Trời đang mưa râm râm nữa. Đẹp quá các bạn ơi. Dòng người đi tấp nập. Ai cũng mang dù đi hết. Đi vô cái hẻm trong này. Thật sự cái không khí này là nó rất là lạ và nó vui lắm các bạn ơi. Nó đẹp, trời mưa râm râm rồi ai cũng mang dù hết. Rồi tìm đồ ăn họ là đầy rẫy luôn. Đèn đuốc rồi nhìn một không khí rất là Nhật Bản. Các bạn nhìn qua nè, một cái khu ăn của nó thôi mà đầy đủ các món ngon hấp dẫn. Bên đó có người chào mừng rồi, bên đó cũng có người chào vô nữa. Nhìn cái menu á, trời lạnh đây là muốn ăn tất cả luôn các bạn. Nhìn rất là thích. Nhìn mà hàng quán của nó nè. Thích ghê luôn chưa. Cái này thì giống như trong mấy cái phim Hàn Quốc nè. Trời lạnh người ta hay vô nhậu ăn á. Cái vali to lên cầu thang chút xíu. Yeah. Nặng lắm đó. Rồi nhớ nha, cẩn thận đó. Các bạn rất là nhiều luôn. Hiện tại đang chờ lại mà đói. Không ăn hết. Thì cái chút xíu thôi. Sau 10 phút đợi thì tụi mình cũng có chỗ để vô ăn rồi. Bây giờ để đồ trong cái lỗ này. Xong giống như mấy chỗ ở bên mình thì họ sẽ bưng ra một cái nồi nấu. Đồ ăn của tụi mình ra rồi nè các bạn. Đang chờ mọi người ăn nóng, cay cay và uống thêm một chút rượu là y bài luôn. Ngoài ra người ta còn đem hai cái loại, một cái là cái bột cheese nè, với một cái là bột honey butter. 1, 2, 3, vô. Thơm quá đi. Đó mọi người, cái cheese đã bắt đầu nóng lên. Bánh bột chi đúng rồi, bánh gì vậy? Tteokbokki. Tteokbokki của Hàn Quốc. Wow. Chả dạ đây ngon lắm các bạn ơi. Đây ngon. ちょっと待って。
chấm. Nhân chiên à? Ăn thử chút xíu thôi à. Ăn nó mặn. Coi này các bạn ơi. Béo chứ không quá. Một món mới để ra nè các bạn. Nó là giống súp chua cay. Có thịt gà ở trong đó. Kiểu chua cay, mì giống kiểu mì tôm Việt Nam mình. Chưa không biết cay như thế nào đây. Bây giờ anh thử xem. Bây giờ mình sẽ ăn thử. Đúng không? Cái mì này á, mình thấy là mới đầu tưởng nó không cay nhưng mà cái vị cay nó sẽ thấm từ từ vô. Mà cái thịt gà thì ăn thấy nó mềm lắm. Sợi mì thì rất là mềm. À quá các bạn ơi, trời lạnh mà ăn một cái tô mì đây là mình nói là bá cháy luôn. Uống mới có 3 cái shot rồi. Đậu ốc nó xoay 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 xoay. Mì ăn hết rồi, mì đi đại chỗ khác thôi. Đi ở trên thành phố này á, các bạn sẽ tìm thấy rất là nhiều tiệm nhỏ 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 nằm sát bên nhau. Cái không gian nó rất là nhỏ nhưng mà cái cách trang trí của nó rất là đẹp luôn. Đèn nó để đủ thứ màu sắc hết á. Và các món ăn tráng miệng điểm tâm của nó cũng đầy đủ luôn. Ví dụ như tiệm này các bạn nhìn vô đi, chỉ có một vài game thôi mà nó bán nó là đủ thứ loại. Quá trời. Bây giờ tụi mình sẽ vào tiệm 7-Eleven của Nhật để xem thử các khác tiệm 7-Eleven của Mỹ không nha. Nó có mấy cái món snack của người Nhật mà. Bên này là tạp chí tiếng Nhật. Nên là mấy cái ly Starbucks ở đây nè, nhưng mà cũng là bằng tiếng Nhật hết. Cá hồi, cá khô. Ui, mấy cái món gì ở đây nhìn kìa. Xúc xích, kem. Bây giờ tụi mình sẽ mua thêm nước để về khách sạn. Đây là những cái món đồ ăn gói sẵn. Sushi nè. Xin chào tất cả mọi người. Cuối cùng cũng được tắm rửa sạch sẽ nghỉ ngơi. Chào chuyến đi ngày mai. Yeah. Bây giờ cảm giác rất là phê. Và công nhận cái nhà vệ sinh ở Nhật Bản này nó hiện đại hơn ở bên Mỹ nhiều. Nó có hệ thống tự làm nóng này, xong đầy đủ chức năng hết. Nhưng mà toàn tiếng Nhật cho nên mình không biết xài. Ok, xin chào tất cả các bạn. Hẹn các bạn ở tập sau vào ngày mai nhé.